Mất ngủ kinh niên cũng ngủ ngon sau một phút, đặt lưng là ngủ sâu đến sáng với một bát đậu xanh này. Sức khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc đang là một tình trạng phổ biến thường gặp ở rất nhiều người hiện nay. Cứ khoảng 10 người thì lại có đến 3-4 người than phiền họ gặp tình trạng này đã lâu. Mặc dù họ đã tìm đến nhiều loại thuốc hỗ trợ, song tình trạng này vẫn chẳng thể cải thiện. Thậm chí một số người vì quá khó ngủ, mất ngủ suốt thời gian dài, buộc phải nhờ đến thuốc ngủ. Thế nhưng đây là phương pháp nguy hiểm nếu lạm dụng. Đã có trường hợp bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ quá liều, ảnh hưởng đến thần kinh, nguy hiểm hơn là tử vong. Do đó, sử dụng các liệu pháp điều trị chứng khó ngủ từ nguyên liệu thiên nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu. Một trong số đó không thể bỏ qua, đó là việc sử dụng đậu xanh. Trong dân gian, đậu xanh được xem là thực phẩm vàng cho sức khỏe, bởi không chỉ giúp bồi bổ cơ thể, cải thiện sức khỏe mà còn có công dụng trong việc điều trị bệnh. Sự thật đậu xanh điều trị bệnh mất ngủ ra sao, hiệu quả của nó có thần kỳ những lời truyền tai đó hay không? Hãy cùng Sức khỏe mỗi ngày tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Theo y học cổ truyền, đậu xanh đã được kiểm chứng có khả năng cải thiện chứng mất ngủ kinh niên. Nhờ vào công dụng này mà nhiều người đang bắt đầu tìm mua loại đậu này để sử dụng. Rất tiện lợi vì giá thành rẻ, vừa tốt cho sức khỏe, vừa có thể ngủ được ngon giấc hơn. Thực hư điều này ra sao? Công dụng điều trị chứng mất ngủ của đậu xanh. Đậu xanh có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều hoạt chất có công dụng chống oxy hóa hiệu quả. Đặc biệt đây là loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, axit béo omega 3, protein cùng một số loại vitamin như vitamin E, C, B, tiền vitamin K và một số khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng, mang lại hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe. Bên cạnh việc hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh được mức đường huyết trong cơ thể, đậu xanh còn có những đặc tính như chống viêm, có tác dụng phòng tránh được bệnh tim, cũng như trong quá trình lão hóa và hình thành các vết nhăn. Nhưng theo ý kiến đông y, đậu xanh còn có một công dụng vô cùng đặc biệt trong việc chữa bệnh mất ngủ, kể cả bệnh mất ngủ kinh niên. Đậu xanh có tác dụng chữa mất ngủ là vậy, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến công dụng này của nó. Nhiều người vẫn sử dụng đậu xanh hàng ngày vì ăn ngon mà ít quan tâm đến những tác dụng mà nó mang đến. Dưới đây là một số cách dùng đậu xanh để chữa chứng mất ngủ bạn có thể tham khảo thực hiện. Bài thuốc chữa mất ngủ từ đậu xanh. Bài thuốc thứ nhất, trà đậu xanh. Đậu xanh rang thơm pha trà uống sẽ giúp bạn dễ ngủ. Không những thế, công thức này còn thích hợp với chị em mong muốn giảm cân, giảm mỡ máu, giải quyết các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Cách làm này rất đơn giản, bạn nên áp dụng thử. Nguyên liệu: đậu xanh 300g, nước 2 lít, một ít muối và đường. Cách làm: bạn rửa sạch đậu xanh rồi cho vào rổ để ráo nước. Lưu ý, đậu xanh nên dùng loại đều màu, vỏ bóng không có mùi và bị mọt. Sau đó bạn cho đậu lên chảo, rang đều tay 1 phút rồi tắt bếp. Việc này sẽ giúp nước trà của bạn thơm ngon hơn. Đổ nước và đậu xanh vào nồi, đun với lửa nhỏ đến khi thấy hạt đậu nở ra là vừa. Bạn uống nước và có thể ăn luôn cả cái để dễ ngủ hơn. Cho vào một ít muối hoặc đường tùy thích. Bài thuốc thứ hai, đậu xanh và đường phèn. Từ xưa, ông cha ta đã dùng đường phèn như một loại gia vị để giúp món ăn thêm ngọt và thanh mát. Đường phèn có nguyên tố vi lượng. Đây là loại đường giúp bồi bổ cho cơ thể, có khả năng giải nhiệt rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, chất phụ gia được sử dụng thêm trong quá trình nấu đường phèn chính là trứng gà cùng với vôi. Do đó, đường phèn có thể phân giải thành fructose và glucose dễ hấp thụ. Đường phèn được ưa chuộng trong các món chè, giúp giảm căng thẳng và stress, từ đó tăng cường thư giãn tinh thần, thoải mái cho cơ thể. Và khi được kết hợp cùng đậu xanh thì sẽ trở thành phương thức chữa mất ngủ hiệu quả. Nguyên liệu: 50g đậu xanh nguyên vỏ, 10g đường phèn, 200ml nước lọc. Cách làm: cho tất cả nguyên liệu trên đã chuẩn bị vào nồi, đặt nồi lên bếp ninh tới khi đậu xanh nhừ thì tắt bếp. Nên sử dụng món đậu xanh đường phèn khi còn nóng, để bát chè trở nên hấp dẫn, hợp khẩu vị hơn, bạn có thể thêm sữa hoặc hương liệu tùy thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp thêm một số nguyên liệu để món đậu xanh đường phèn vừa ngon ngọt và giúp giấc ngủ tốt hơn. Bài thuốc thứ 3, sữa đậu xanh. Bên cạnh việc uống trà đậu xanh, bạn có thể nấu đậu xanh thành sữa để uống hàng ngày. Cũng giống như đậu nành, đậu xanh nấu sữa cực kỳ thơm ngon, béo ngậy. Bạn nên thử công thức này cho cả nhà cùng uống. Vừa giúp mọi người ngủ ngon hơn, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể tràn đầy năng lượng. Nguyên liệu: đậu xanh 300g, lá nếp 2-3 lá, đường cát, sữa tươi không đường, đá lạnh, dùng để uống kèm nếu thích. Cách thực hiện: đậu xanh vo gạo,
ngâm 4 tiếng trong nước để hạt đậu mềm, không ngâm hạt sẽ khó chín, bị sượng làm cho sữa không thơm béo. Lá nếp rửa sạch, bó lại để nấu cùng với nước đậu xanh, như vậy sữa sẽ thơm, kích thích hơn. Sau đó bạn vớt đậu xanh ra, rửa lại với nước sạch rồi bỏ vào nồi. Thêm nước cho đầy mặt đậu xanh, cao hơn khoảng một đốt ngón tay. Bật nhỏ lửa và đun sôi, vớt bọt, đến khi thấy đậu tơi ra thì tắt bếp. Để cho đậu xanh vừa nấu cùng với nước nguội một chút, thì cho vào máy xay nhuyễn và mịn. Đổ ngược hỗn hợp trở lại vào nồi, cho lá nếp vào, thêm một ít nước lạnh rồi bật bếp cho lửa liu riu. Khi nước sôi, cho thêm đường cắt vào, độ ngọt tùy theo khẩu vị, đun thêm 2 phút thì tắt bếp. Thành phẩm bạn uống chung với một ít sữa tươi và đá nếu thích. Ngoài ra bạn có thể nấu sữa đậu xanh chung với hạt điều, hạt sen, rau má, sẽ béo và thơm ngon hơn nữa. Bài thuốc thứ tư, đậu xanh nấu cùng hạt sen. Bạn không thể bỏ qua hạt sen nếu muốn chữa chứng khó ngủ. Thường những người gặp tình trạng này hay sử dụng hạt sen mỗi ngày trong món ăn để kích thích não bộ ngủ ngon giấc hơn. Đó là lý do tại sao khi bạn ăn chè hạt sen hay các món ăn có hạt sen đều cảm thấy buồn ngủ. Hạt sen bùi bùi ngon ngọt kết hợp với đậu xanh là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Cách làm cũng đơn giản. Nguyên liệu: đậu xanh 50g, hạt sen 50g, bột sắn 10g, nước 300ml đến 450ml. Cách thực hiện: sử dụng đậu xanh bỏ vỏ, ngâm đậu trong nước ấm đến khi hạt mềm khoảng 30 phút. Hạt sen tách tâm sen ra để khi nấu không bị đắng. Nếu bạn dùng hạt sen khô, nên ngâm cho hạt mềm trong nước khoảng 20 phút. Việc này giúp lúc nấu, hạt nhanh chín hơn. Sau đó bạn cho hạt sen và đậu xanh vào nồi, đổ nước vào và bắt đầu đun. Trong 30 đến 40 phút, khi thấy hạt mềm nhừ thì cho bột sắn và đường vào khuấy đều. Để chè nguội bớt và thưởng thức lúc còn ấm sẽ ngon. Có thể ăn mỗi ngày, hiệu quả sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu. Bài thuốc thứ 5, cháo đậu xanh thịt bằm. Ăn cháo đậu xanh nấu chung với thịt bằm sẽ cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời bạn sẽ ngủ ngon giấc hơn nếu hôm đó được thưởng thức một bát cháo nóng hổi và thơm ngon. Nguyên liệu: đậu xanh 50g, gạo nếp 100g, gạo tẻ 30g, thịt heo xay 100g, hành tím, hành lá, tía tô, xả đỗ, gia vị nêm nếm. Cách thực hiện: bạn vo sạch gạo tẻ và gạo nếp để gạo dễ nấu, nở mềm hơn, bạn nên ngâm gạo trong nước 30 phút. Đậu xanh rửa sạch ngâm nước 40 đến 60 phút cho dễ nấu. Sau khi ngâm xong thì vớt ra và để ráo. Thịt heo xay bạn thêm gia vị, ướp cho vừa ăn rồi khử hành tím và xào sơ thịt. Như vậy khi nấu cháo sẽ có mùi thơm ngon hơn. Cho gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh vào nồi nước, đun sôi đến khi hạt nở mềm và nhừ. Trong quá trình nấu, bạn nên vớt bọt nồi trên mặt cháo bỏ đi, nêm nếm vừa miệng, sau đó cho thịt băm vào khuấy đều. Cho cháo ra tô, ăn cùng với rau tía tô, giá và một ít hành khi còn nóng sẽ ngon hơn. Vậy là chúng ta đã biết được công dụng tuyệt vời của đậu xanh trong việc điều trị chứng mất ngủ rồi đúng không nào? Hãy thử áp dụng những công thức mà chúng tôi giới thiệu để cải thiện tình trạng mất ngủ, khó ngủ của bạn cũng như những người thân yêu trong gia đình mình nhé. Tuy nhiên khi sử dụng đậu xanh điều trị chứng mất ngủ cũng có nhiều điều mà bạn cần lưu ý, nếu không đậu xanh từ lợi biến thành hại, chẳng những không điều trị được mất ngủ mà còn làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Hãy ghi nhớ những lưu ý sau đây trong quá trình sử dụng đậu xanh mà Sức Khỏe Mỗi Ngày liệt kê. Mời các bạn cùng theo dõi. Chữa mất ngủ bằng đậu xanh mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, giúp bạn ăn ngon, ngủ ngon, tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người bệnh cần lưu ý một số vấn đề sau đây để việc chữa trị đạt hiệu quả tối ưu. Lưu ý thứ nhất, sử dụng đậu xanh với liều lượng hợp lý, không lạm dụng. Trong ngày không nên ăn quá nhiều đậu xanh. Việc lạm dụng khiến cơ thể bị đầy hơi và khó tiêu. Trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng từ 20 đến 25 gram đậu xanh mỗi ngày. Người lớn từ 30 đến 50 gram mỗi ngày, người bệnh nên áp dụng cách này trong 3 đến 4 tuần thì ngưng, không nên sử dụng liên tục quá lâu. Việc sử dụng quá nhiều liên tiếp hàng ngày vì dễ dẫn tới đầy bụng và khó tiêu. Lưu ý thứ hai, những người bị chân tay lạnh không nên sử dụng. Những người có thân nhiệt tính hàn như chân tay lạnh thiếu lực, lưng, chân đau nhức và đi ngoài phân lỏng, khi ăn đậu xanh càng làm bệnh tình nặng thêm, thậm chí còn làm đau bụng đi ngoài dẫn đến mất nước, làm cho cơ bắp và khớp đau nhức, từ dạ dày yếu dẫn đến các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Lưu ý thứ ba, những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa không nên sử dụng nhiều. Những chị em có hệ tiêu hóa kém cũng nên hạn chế ăn đậu xanh,
để đề phòng chứng bụng, đau bụng ngày đèn đỏ hay bệnh phụ khoa. Lưu ý thứ tư, người già và trẻ em cần hạn chế. Người già và trẻ em không nên ăn nhiều đậu xanh, vì trong đậu xanh có chứa một số hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn thịt gà, nên trong thời gian ngắn khó tiêu hóa hết, dẫn đến đầy bụng và khó chịu. Hơn nữa, đậu xanh thuộc loại thức ăn lạnh, nếu ăn nhiều đậu xanh thì bệnh sẽ dễ bị tái phát. Một số lưu ý khác, phụ nữ đang trong giai đoạn kinh nguyệt, nếu sử dụng có thể gây chướng bụng, đau bụng kinh dữ dội. Bên cạnh sử dụng đậu xanh trị mất ngủ, người bệnh cũng nên tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và rau củ quả, giúp cải thiện sức khỏe, tình trạng mất ngủ. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là tập yoga, thiền cũng là giải pháp tốt trong việc điều trị bệnh mất ngủ. Chữa mất ngủ bằng đậu xanh cũng như nhiều bài thuốc dân gian khác có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ khi bị mất ngủ nhẹ do yếu tố tâm lý. Khi mất ngủ trở thành bệnh lý kéo dài kèm theo suy nhược cơ thể, người bệnh cần thăm khám và có biện pháp điều trị bài bản hơn. Trên đây là cách dùng đậu xanh chữa mất ngủ mà không phải ai cũng biết. Bạn có thể áp dụng những phương pháp này để kích thích giấc ngủ tốt hơn. Tuy nhiên, khi áp dụng một thời gian không thấy được hiệu quả, bạn cần đến khám và điều trị tại cơ sở y tế, làm theo hướng dẫn của bác sĩ để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.